Anh đi đâu giờ mới về? Đi nhậu. Rồi sao? Cái gì? Đi nhậu mà anh cũng dám nói nữa hả? Không phải vì em hả? Anh đã về từ lâu rồi. Tại vì em sao? Chứ gì nữa? Mấy thằng bạn anh nói á, vợ nào xấu nhất thì nó về trước. Rồi sao? Thì anh về trễ nhất. Vì anh cảm thấy vợ anh là người đẹp nhất. Anh có thể về sớm sao? Không được. Thì đúng rồi. Được, vậy anh ngồi ghế đi. Em sẽ đi nấu cho anh vài món ngon. Anh quát em à, nói có thế à. Quát em để em đấm cho tè mỏ à? Anh có dại đâu. Ê tao thèm trà sữa, còn môn tao nó thèm gà ran. Tao đưa tiền, mày đi mua đồ ăn hai đứa bay buồn chiều. Từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua. Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mấy. Sao không ly dị? Cô sợ cái quái gì? À, vì con tim tôi mách bảo dù dạn vỡ đến mấy gia đình vẫn có thể hàn gắn được. Nghe theo con tim để nhận lại những điều sai trái. Trái tim đã bao giờ nằm ở bên phải đâu. Alright, trái tim bao giờ nằm bên phải đâu. Đã yêu thì không thể tránh được những lần cãi nhau. Hoa không nắng rồi một ngày cũng sẽ phai màu. Nói ra hết đi vì em không thể giấu anh mãi đâu. Cất giữ chuyện đôi mình như chuyến từ ngoài xa. Không ai khe, không ai biết, chỉ riêng hai ta. Giận dỗi rồi quay lưng lại nó vẫn là mái nhà. Nghĩ ngợi làm chi nhiều vì đời là một tương lai xa. Được rồi, ai có bà Bích đi trước? Tao. Nhưng mà tao đi từ mấy năm trước rồi. Tới lượt mày nha. Con hổ kêu như thế nào? Wow.